Các bạn thân mến, hôm nay thì shop gửi đến các bạn một cái bộ sưu tập nhé, gồm rất là nhiều những cái mẫu lắc tay cho nữ rất là đẹp bằng chất liệu bằng ta. Đây là những cái mẫu mà rất là xinh và đeo thì là dễ thương. Bạn nào mình có nhu cầu nhé, mua để làm trang sức, hoặc là một số bạn mình muốn mua để làm quà tặng nhé, để tặng bạn gái của mình hoặc là tặng tặng người thân nhé, thì mình các bạn có thể tham khảo những cái mẫu lắc tay này. Đấy, đây là một số cái mẫu mới nhất bên nhà mình. Đấy, đây là vòng thời trang nữ cực kỳ là đẹp. Bạn nào mình có nhu cầu thì các bạn liên hệ với mình nhé, mình sẽ tư vấn cho các bạn và gửi cho các bạn rất là nhiều những cái mẫu khác để cho các bạn tham khảo. Bên nhà mình thì cái dòng thời trang cho nữ thì mình có rất là nhiều. Đấy, các bạn có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm nào và cho lứa tuổi nào là mình cũng có hết nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì xin mời các bạn liên hệ với mình qua cái số điện thoại ở dưới thì mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Giá cả thì nó theo từng mẫu mọi người nhé. Các bạn chọn mẫu nào thì mình sẽ báo giá cho các bạn theo mẫu đó. Đấy, thì hôm nay thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ sưu tập gồm rất là nhiều những cái mẫu tay bằng chất liệu bằng da rất là xinh. Đấy thì rất là hy vọng là các bạn